hôm nay là một chiếc xe nước mía. Chúng ta sẽ sử dụng một cây đũa ăn thì chúng ta sẽ cắt ra làm hai đoạn giống như vậy, khoảng chừng 3 phân hai miếng. Và khi chúng ta đã cắt ra được rồi thì chúng ta bắt đầu khoan cho nó một cái lỗ bên đây và một cái lỗ bên đây. Khi chúng ta khoan xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cây đũa gắn vào bên trong đúng như vậy. Và cuối cùng là chúng ta sẽ chích keo lại, chờ cho nó khô và chúng ta sẽ cắt nó ra khoảng chừng 3 ly. Chúng ta sẽ được nó như vậy, hai cái. Và cái thứ hai giống như vậy nhưng mà chúng ta sẽ trừ hao một đầu dài ra khoảng chừng 3 phân. Ở trong bên trên. Sau khi chúng ta đã có hai cây rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ làm phần mâm, nhét nó vào giống như nó để phần đó lại để cán cây nước mía gì đó. Phần tiếp theo là chúng ta cầm hai cái cây này lại, chúng ta sẽ sử dụng một cây que đè lưỡi. Chúng ta sẽ ướm, chúng ta sẽ trừ hao cái khoảng này từ đây xuống đây khoảng chừng một phân, và từ vị trí này xuống vị trí này thì khoảng chừng 5 ly hoặc 4 ly gì đó. Mình nhắm vào khoảng chừng 3 ly thôi, mình cắt ngang thì chúng ta sẽ được hai miếng. Sau khi chúng ta để vô ướm và đánh được hai cái dấu đây thì chúng ta bắt đầu khoan lỗ. Chúng ta khoan song song hai cái luôn nha. Khoan thật chính xác. Sau khi chúng ta khoan xong rồi thì chúng ta sẽ được hai cái như vậy. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái đế cho nó. Làm sao mà để vừa cho nó cái trục dẫn ở đây như thế này. Đó. Miếng này chúng ta chỉ dán tạm thời để cho nó không xê dịch. Chúng ta sẽ bắt đầu dán hai miếng nó vô. Dán nhưng mà nó vẫn xây được nha các bạn. Có thể cái bước còn lại chúng ta dán phía dưới đây nè, để cố định cho nó khỏi bị rớt ra, chúng ta có thể bỏ cũng được. Chúng ta sẽ giữ nguyên như vậy. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm tới cái bàn cho nó. Chúng ta sẽ sử dụng hai cây que. Tiếp theo chúng ta sẽ đo từ ngoài đây vô đây là 7 cm. Chúng ta sẽ cắt ra thành hai miếng. Tiếp theo là chúng ta sẽ đặt hai cây que lại nhau và chúng ta sẽ cho nó gần như sát mép. Chúng ta sẽ đánh dấu cho nó hụt vô bên trong. Đó. Để đánh dấu cho nó hụt vô bên trong. Và khi chúng ta cắt ra thì phần đánh dấu chúng ta sẽ bỏ như đây. Cả hai miếng luôn. Chúng ta cắt đừng để cho nó đứt. Và khi chúng ta cắt lọc xong thì chúng ta sẽ được hai miếng như vậy. Và phần tiếp theo là chúng ta sẽ chích keo nó lại. Khi keo nó đã khô rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái này gắn vào. Và chích keo phần bên góc dưới này dưới đây. Phần cây dài này chúng ta sẽ nằm bên trên và đưa ra chiều bên tay phải. Phần tiếp theo là chúng ta phải có một miếng giấy bìa. Chúng ta sẽ đo từ đây vô khoảng chừng 1,5 phân. Và cắt dài miếng này khoảng chừng một tấc
Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng miếng bìa hồi nãy chúng ta dán giáp viền. Tiếp theo là chúng ta thay dây keo mới, dây keo kia nó hết trơn rồi. Rồi chúng ta sẽ chích keo giáp vòng uốn xung quanh này. Đó. Sau khi chiết xong chúng ta sẽ được như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy thêm một cây que nữa, chúng ta sẽ cắt 5 cm hai cây. Sau khi chúng ta có được hai cây rồi thì chúng ta sẽ dán theo chiều đứng này các bạn. Khi chúng ta làm xong được cái phần của máy rồi thì chúng ta sẽ sử dụng hai cây que dán lại với nhau. Chiều cao của nó là khoảng chừng 5 cm. Hai cây này chúng ta sẽ dán lại với nhau, dán kẹp nó chung với nhau. Tiếp theo đó là chúng ta lúc này chúng ta có làm một cái bàn dài khoảng chừng 7 cm để phần cho nước miếng nó chảy xuống. Thì khi chúng ta dán cái này nó sẽ chống khoảng chừng một que kem. Phần bên đây thì chúng ta sẽ dán chập đôi hai cái que kem lại với nhau. Dài nó khoảng chừng 12 cm. Thì khi chúng ta dán thì nó sẽ niền lại cái phần thân này trước. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm hai cái mái cho nó. Hai cái mái của nó thì khoảng chừng 7 cm. Mình dán mình canh ke làm sao cho nó vuông góc với phần này. Khi mà mình dán được cái phần cạnh đứng này với cạnh đứng này thì mình bắt đầu khoan lỗ ở trên và ở dưới để mình chọt hai cây que xuống. Tiếp theo là khi mà mình dán xong rồi á thì tới phần mặt mình sẽ sử dụng que kem, mình cắt bằng từ đây qua bên đây và dư ra khoảng chừng 1 phân mặt bên đây và mặt đằng sau này cũng như vậy. Về phần này thì mình ước lượng là khoảng chừng 4 cm rưỡi, cũng cắt thành hai miếng. Khi chúng ta dán được mặt trước và mặt đít của nó rồi á thì chúng ta khoan dán cái cây này, vì chúng ta sẽ qua tiếp cái clip tiếp theo, tại vì clip nó đã bị mất một đoạn video do máy nó bị lỗi. Phần này thì chúng ta ốp xong rồi chúng ta sẽ khoan nó một cái lỗ ở đây và một cái lỗ ở đây và đút cái cây nó xuyên qua để làm cái cán cầm. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một miếng que đè lưỡi nhỏ, chúng ta cắt ra khoảng chừng 3 phân. Nó sẽ ra được như vậy. Gắn một cây ngang và khoan một cái lỗ. Tiếp này chúng ta sẽ cắt một đoạn tre nhỏ chúng ta nhét vô cái lỗ keo. Trong khi chúng ta chờ cho nó khô thì chúng ta sẽ khoan vô bên trong ở đây một cái lỗ sát góc và một cái lỗ ở đây để làm cái bát để chặn cái cửa lại. Nhìn cái cửa chúng ta sẽ lắp vô đây được. Phần này sẽ chặn lại. Sau khi gắn xong chúng ta sẽ được một cái bát nhỏ như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đo khoảng cách từ đây qua đến đây và cắt ra thành hai miếng, dán lại nhau nó sẽ ra được như vậy. Và chúng ta sẽ khoan lỗ ngay trên góc đây. Chúng ta sẽ ướm cho nó thả ra bằng mí dành này. À, chúng ta sẽ gắn cái cây cái cửa bản lề này vô đây. Chúng ta sẽ khoan một cái lỗ sát mép, gắn cái cửa ở ngay đây và chúng ta sẽ đánh dấu vẽ một đường, làm một cái mặt để chia ra bên đây sẽ làm cái ngăn kéo. Và khi chúng ta được cái ngăn kéo ở bên đây thì chúng ta bắt đầu lắp cái bản lề vô đó. Ừ.
chúng ta sẽ đẩy cho nó lên cho nó song song. Làm sao lát nữa ngăn kéo chúng ta tận dụng bằng một cây que đè lưỡi làm cái ngăn kéo bên này. Đây chúng ta sẽ chích keo hết giáp dòng và chúng ta sẽ trừ hao nó ra thêm một chút để cho nó song song với cái đường này. Sau khi chích keo xong thì chúng ta sẽ được một cái tủ mở bên đây và một cái ngăn tủ kéo bên đây. Chúng ta sẽ làm cái ngăn kéo bên đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng những phần que dụng để làm cái hộp đậy lại bên trong cho nó. Đây. Và khi xong rồi thì nó sẽ ra được như vậy. Phần này thì nó dễ thôi, cho nên mình sẽ bỏ qua. Đó, chúng ta sẽ làm cái hộp đậy lại đây. Nó kéo ra kéo vô. Đây là cái nắp. Giờ chúng ta sẽ lấy cái phần dụng của nó, chúng ta sẽ đắp lại bên này luôn. Trước tiên là chúng ta sẽ đắp bằng cái bên dưới này trước. Tiếp theo là chúng ta sẽ đắp phủ qua phần này luôn. Đó. Phần dưới này chúng ta vẫn cứ để nha. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho nó bốn cái bánh. Tại vì chúng ta sẽ cắt miếng que kem ra và cắt thành hình tròn, chồng hai miếng lại với nhau thì nó cũng ra cái bánh xe. Nhưng mà cách này thì có thể là hơi khó quá vì những cái bánh xe này hơi khó cắt, cho nên mình sẽ sử dụng một cây đũa để khoan cho nó lủng một cái lỗ. Đây, khi khoan xong thì nó sẽ có một cái lỗ như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy giấy vỏ, chúng ta cắt ra khoảng 3 ly dài hết theo cuốn vỏ và chúng ta sẽ dán một miếng bo vòng quanh. Khi nào nó dày được cả này thì chúng ta đã được một cái bánh xe. Khi chúng ta gắn xong bốn cái bánh xe rồi thì chúng ta sẽ làm cái phần trục cho cái cối xay nước mía nha. Chúng ta sẽ sử dụng phần cong của hình cây que đè lưỡi và chúng ta sẽ vẽ ra hình tròn, vẽ thành hai vòng và chúng ta dán lại, chúng ta sẽ được một lớp cả này. Đó. Chúng ta sẽ chia đều ra 6 cạnh để chúng ta khoan lỗ. Sau khi chúng ta khoan được 6 cái lỗ, chúng ta đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ cắt những cái cây và chúng ta nhét nó vô và chích keo. Nếu bạn nào mà không có khoan được thì chúng ta có thể gắn cái cây bên mặt ngoài cũng được và đưa nó ra. Tiếp theo chúng ta đã gắn cái chồng trống vô đây thì nó hoàn chỉnh rồi đó các bạn. Việc chúng ta chỉ cần là thêm một cái bệ ở đây là một cái bảng hiệu là một cái miếng bệ. Thì vậy là xe nước mía của chúng ta xong rồi. Bye bye. Khăn khăn 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah yeah yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지.